Anh em muốn tìm ạc có AK dòng xanh hay SK cá mập đen, hãy đến ngay với shop lagio.vn. Shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn, giá theo học sinh nhưng chất lượng thì cực kỳ phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop AK chính thức và duy nhất hợp tác với mình. Đường link của shop mình sẽ để ở bên trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment nhé. Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tơ đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc mọi người có một ngày thật tốt lành nhá. Không biết là anh em đã vào game trải nghiệm cái bản cập nhật mới mà hôm nay vừa cập nhật chưa? Anh em vào chơi thử đi, sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy. Đặc biệt là mấy cái biểu tượng khi mà chúng ta đi team ấy, nhìn dễ thương thực sự anh em ạ. Không phải là màu trắng khô khan như mọi khi, mà giờ đủ màu luôn. Nhìn đúng đáng yêu luôn. Tự dưng lại mê Free Fire hẳn anh em ạ. Ngoài ra thì game của chúng ta cũng vừa cập nhật thêm mấy bộ đồ mới nữa. Và đặc biệt nhất đó chính là bộ Parama gấu trúc. Gấu trúc này là gấu trúc nam nha. Bộ gấu trúc nữ thì có từ rất lâu rồi. Phải nói là từ những cái ngày đầu tiên của game thì bộ gấu trúc nữ đã ra. Nhưng mà tới tận thời điểm bây giờ bộ gấu trúc nam mới xuất hiện ạ. Ảo thật. Nếu như mà bạn nào mà chưa biết bộ gấu trúc nữ là bộ nào ấy, thì cái bộ gấu trúc nữ là một trong những cái bộ mà ngày xưa ở trong vòng quay kim cương ấy, mà phải tốn rất là nhiều tiền để có được cái bộ gấu trúc nữ đấy. Đấy, nhìn thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà để mà kiếm được cái bộ gấu trúc nữ thì không hề đơn giản một tí nào đâu. Đấy là ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ thì cũng không khó lắm rồi anh em. Bây giờ thì có thêm bộ nam nữa. Đấy, thế là mấy cái bạn mà cặp đôi với nhau là muốn có gấu trúc là có đồ cặp rồi nhá. Hết kêu là đồ gấu trúc không có đồ cặp nhá. Đấy, thì cái bộ gấu trúc này thì nó đi kèm thêm với một bộ nữa, đó là pyjama bò sữa. Bò sữa thì dành cho mấy bạn nữ thôi, mấy bạn nam không mặc được. Mãi chém gió về đồ quá mà quên mất đồng đội của mình. Hôm nay thì mình vẫn đang đi ghép ngẫu nhiên nha anh em. Team mình thì có bạn Bông này, rồi bạn Quỳnh có người yêu này, rồi bạn Lộc có người yêu này. Đấy, giờ các bạn ấy có người yêu hết rồi anh em ạ. Thế là bạn Bông bạn hơi buồn. Ai lại cứ có người yêu đặt tên là có người yêu thế kia. Thế là mấy bạn mà không đặt tên có người yêu là ế hết à. Nhưng mà thôi không sao, có là tốt rồi. Nhưng mà có người yêu rồi lên đây có vợ hộ mình cái. Chứ để mình một thân một mình thế này thì sợ lắm. Ờ à, mà có khi nào bạn số 2 bạn số 4 là cặp đôi với nhau không ta? Tự dưng thấy nó giống nhau. Ok, được rồi. Một người cười nhơi, nhưng mà quanh đây còn người nữa đấy. Chưa hết đâu nhá. Ok, mèo xinh nhỉ. Ấy, ấy, kia. Thế sao kìa. Đó, thấy chưa. Ôi giời ơi. Có mô cô mà anh em. Mấy bạn này kỳ thật chứ. Ban nãy mà nhìn thấy nhanh hơn một xíu là có khi là bắt được cái anh chàng đấy rồi. Kiếm xe mình xuống mình công luôn đi. Mà giờ tìm bạn ấy ở đâu bây giờ mới là vấn đề đây này. Cái đầu. Úi cái đầu. Ơ kìa. Sao mình dí vào đầu rồi mà nó không đỏ lên ta. Bạn Bông tìm mình gục rồi nha bạn. Nhưng mà mình không làm gì được. Ây da, khó cây đầu quá. À đây rồi, khỏi cần phải cây đầu chi cho biệt anh em. Bắn luôn. Mấy bạn ấy nhảy xuống là mấy bạn ấy sai lầm rồi. Ây da, tưởng là hết người rồi chứ. Ai dè trên tròi vẫn còn người à. Thôi, chim cút thôi anh em ơi. Bên đấy đông người lắm. Mình mà lao ra giờ là chỉ có toang thôi anh em ạ. Yeah. Bắn đúng viên ạ. Sorry anh em nhiều nhá, nhưng mà mình không cố ý cái pha vừa rồi đâu. Có ai biết là tự dưng bạn ấy yếu như thế đâu. Bắn nhẹ có một cái là bạn ấy xong rồi. Hôm nay mình đang bắn AK, nhưng mà AK của mình thì không gắn nòng giảm thanh, đâm ra nó hơi ồn ào một tí. Rồi, bay đầu. Đi anh em ơi. Lon ta lon ton là đi cái đầu liền. Đấy, đâu cần phải là công lên cân 3, cân 4 đâu anh em. Cứ từ từ mà tỉa thôi là cũng đã đủ phê lắm rồi. Vẫn còn người nha, chưa hết nha. Nhưng mà đồng đội của mình thì nếu như mà có ai chết thì cứ chết thoải mái đi. Tại vì ở đây có mấy bán hàng mà.
Mình sẵn sàng cứu ngay lập tức nếu như mà anh em gục ngã. Nhưng mà cứu được một người thôi, hai người thì không đủ xu. Quá trời đồ ngon luôn. Nhưng mà đồng đội mình không qua đây loot ta. Ui AK kìa, tay cầm 3 kìa. Trên tròi có người nhá, trên tròi có người nhá. Ơ kìa, ẩu thế. Rồi gục rồi. Ok hay, bị gạt cho. Ơ anh chàng đấy bị ai bắn à? Ơ thế lại là kill của mình à? Thì ra là anh chàng trên tròi này. Rồi yếu rồi, yếu lắm rồi. Xe tới nữa kìa. Chiếm được cái tròi đẹp thế. Nhưng mà cái tròi nó ngoài bo rồi đấy bạn nhá. Không cẩn thận là lơ nga lơ ngơ là toang đấy. Lại yếu nữa. Không biết là có máu bơm không. Tội thế, một thân một mình nấp ở trên cái tròi đấy. Ui đồng đội mình công lên kìa. Khó kè quá, không có tầm nhìn đấy nha em ơi. Cứ công đi, cứ công đi, mình cover cho. Ây da. Ây da, có bắn trúng cái đầu thế. Ơ kìa. Ơ kìa, có bắn đầu kìa. Chẳng có anh em ạ. Nhưng mà dù sao thì bạn ấy cũng yếu lắm rồi nha em ơi. Rồi lên làm lại đi. Mình bắn yếu lắm rồi đấy. Đó. Có kill liền. Yếu siêu rồi còn đâu. Lên với đồng đội thôi anh em ơi. Bình tĩnh nào. Bo này còn tận 12 người đấy. Anh em đừng đi ẩu nhá. Bạn số 1 team mình chiếu thế kia. Cục 1. Xong 1. Vẫn còn đúng không? Còn không? Ôi dồi ôi. Team bạn đông mà sao bạn kia bán cái công ảo vậy đã. Lao phát lên hai người địch ạ. Rồi yếu yếu. Yếu dã man rồi, yếu cực kỳ rồi. Một máu. Đâu rồi? À thì ra là chạy nấp về đây. Xong rồi dính cái liệu băng của mình. Xong rồi chết anh em ạ. Tội thế. Còn 7 người. Team mình còn 3 người. Nói chung là chơi được. Rồi 5 người. 3 với 2 à. Cái máy cứu nó lại ở bên phía bên kia. Xu thì mình nhiều lắm. Nhưng mà giờ làm sao mà chạy qua cứu được. Hình như là bạn số 4 đang có muốn đi cứu kìa anh em. Hay anh em ơi, cứu Quỳnh đi. Lộc ơi, các bạn ấy là cặp đôi với nhau mà. Không cứu là bị chửi đấy. Đấy, phải liều chết ra cứu kìa anh em. Còn có một người địch à. Mà không biết là đang ở đâu ta. Bây giờ nhảy dù xuống làm gì. Có khi chân chưa chạm đất là top 1 đến nơi rồi. Hay thiệt chứ. Không biết là cái bạn cuối cùng nó nấp ở đâu ta. À đây 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 đây. Ở kìa. Vừa mới xác định được là hướng của địch là hướng nào cái là đồng đội mình làm luôn ạ. Nhanh thật đấy chứ. Anh em tưởng đã hết video đúng không? Vậy thì chào mừng anh em đến với chương trình Comment liền tay lên ngay TV. Đây là chương trình trả lời 5 comment đặc biệt nhất trong video lần trước. Comment đầu tiên đến từ bạn Mạnh Trần House nhà vườn. Này gió, hãy thử thách top 1 đấu danh bằng súng không có skin đi, thể hiện đẳng cấp xem sao. Thực ra thì không có skin thì vẫn bắn bình thường nha bác Mạnh Trần. Thì ngày xưa em cũng có làm một nguyên một cái series không dùng skin súng để mà đấu danh mà. Nó chỉ khó hơn một chút thôi, chứ còn cũng không có khó hơn bình thường lắm đâu. Comment thứ hai đến từ bạn Lu Trang.
Anh Gió làm thử thách bắn PC đi, mê lắm. Chúc anh Gió luôn luôn mạnh khỏe FA anh Gió. Cảm ơn Lưu Trang nhá. Thì thử thách bắn PC hả? Thực ra thì anh không có chơi được trên PC. Tại vì là anh chơi một lúc là nó sẽ bị chóng mặt đau đầu ấy, nên là không có chơi được. Chắc là cái thử thách này thì anh xin phép anh không làm nhá. Một comment đến từ bạn Đạt Phú. Anh Gió, tại sao có đảo thiên đường nhưng không có đảo địa ngục đấy anh? Cái này thì em phải hỏi bên phía Ghana chứ em. Làm sao mà anh biết được? Thế bây giờ cứ phải có cái kiểu đối nghịch như thế thì có đảo sa mạc lại có phải có đảo rừng nhiệt đới, xong rồi có đảo quân sự lại thêm ra đảo kiểu hòa bình à? Như thế làm sao mà được em? Cái này thì do bên giám hành game thôi, chứ không phải do anh quyết định nha em. Comment thứ tư đến từ bạn Toàn Đinh. Danh toàn bot vậy, không biết trả lời sao á. Danh này mà còn kêu bot nữa thì không biết là danh nào không có bot đây. Comment cuối cùng đến từ bạn Ngọc. Anh Gió ơi, sao em nhận được thông báo ra video mới của kênh anh bị chậm thế ạ? Chẳng hạn như video này, thấy thông báo ấn vô cái đã đăng gần 1 giờ rồi. Cái này thì do bên phía YouTube em, anh không có biết. Nhưng mà video của anh sẽ luôn luôn được đăng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày nhá, tức là 20 giờ ấy. Nếu như mà em mà không thấy thông báo thì em cứ vào kênh thì em sẽ thấy video nha. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!